Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Mừng quá các bạn ạ. Đây, mình vừa mới vào một phiên đào mới, vừa mới cách đây 2 phút thôi. Và rất mừng là nốt bonus đã quay trở lại. Tuy không còn được cao như trước nữa, còn được có 2,48 thôi. Trước nếu mà máy mình chạy ổn định thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 8, 8,6, 8,7. Tuy nhiên thì đây giờ chỉ còn có 2,48 thôi. Thì các bạn có thể thấy được rằng là mọi cái ưu đãi về việc chạy nốt bonus càng ngày nó càng khó đi, và cho thấy được rằng cái sự cạnh tranh trong cái việc chạy nốt lại tiếp tục khó khăn hơn rất nhiều so với thời gian trước. Thời gian trước thì ví dụ như anh em nào máy có hình tốt, thậm chí có thể lấy lên được hơn 20 phần nốt bonus này. Thì tuy nhiên đây, máy mình thì thực sự cũng không phải là máy nó có cấu hình khỏe tốt, nhưng mà với cái mức là được 8 phần 8 điểm nốt bonus thì cũng là một điều rất là quý đối với mình. Đấy, nhưng tuy nhiên thì bây giờ được bao nhiêu thì chấp nhận bấy nhiêu thôi các bạn ạ, và cũng không cố phải chọc trạch vọc vạch vào máy để có thể tăng thêm cái phần này. Đến thời điểm này thì thật sự là vạn sự tùy duyên thôi. Nếu mà được chọn khi mà lên main net chính thì nó một điều đáng mừng và may mắn đối với mình thôi. Đó, thì không biết của các cái nốt pi chạy của anh em thì tình hình như nào, thì các bạn có thể để lại dưới phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi nhé. Xem là ai thấp ai cao, ai chạy lâu ai chạy ít, ai chạy liên tục ai chạy gián đoạn, thì cái phần thưởng nốt nó như thế nào. Ok. Mình sẽ cố gắng cập nhật những cái thông tin mới nhất về việc chạy nốt để gửi đến quý vị và các bạn. Rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo nha.